Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đông Đông TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ phụ kiện của khẩu K98K nha. Sự thật là phụ kiện gắn đầu nòng không hề có tác dụng nào cho khẩu súng này, mà là băng súng mới là phụ kiện quan trọng nhất. Vậy thì băng đạn thay nhanh và băng súng có tác dụng tốt như thế nào đối với khẩu này? Có thật là đầu nòng giảm thanh ẩn được tia lửa đạn của K98 tốt hơn là đầu nòng ẩn tia lửa không? Đầu giảm thanh giảm được bao nhiêu tiếng đạn? Đây chính là lúc chúng ta tìm ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi vừa rồi nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu về biên độ dao động khi cầm súng với báng súng nhé. Rõ ràng là khi chúng ta gắn báng súng vào thì độ rung của súng giảm đi rõ rệt, giảm sự dao động lên xuống và biên độ chậm hơn rất nhiều khi không gắn phụ kiện báng. Tất nhiên là khi chúng ta bắn, chúng ta nín thở bằng cách giữ ship trái. Nhưng trong một khoảng thời gian dài, báng súng giảm biên độ dao động thật sự là có ích nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng test thử xem khi gắn băng đạn thay nhanh cho K98 thì như thế nào nhé. Khi chúng ta gắn băng đạn thay nhanh thì thời gian thay đạn giảm xuống 25%, tức là nhanh hơn 1 giây so với bình thường. Khi chúng ta thay 4 viên đạn mới thì lâu hơn rất nhiều so với việc bạn thay cả băng 5 viên đạn nhé. Và khi gắn báng thay đạn nhanh thì thời gian thay cả băng đạn là 4,4 giây thay vì hơn 5 giây so với bình thường. Và khi bắn rồi lên viên đạn kế tiếp thì không ảnh hưởng bởi phụ kiện nhé. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục thử độ giật của súng khi gắn đầu nòng nhé. Giờ mình sẽ test thử đầu compe với khẩu không gắn gì. Nhưng khi nhìn thì chúng ta sẽ thấy chẳng có gì khác biệt luôn các bạn ạ. Tiếp tục thử so sánh các tia lửa đạn khi gắn đầu nòng khác nhau nhé. Bao gồm không phụ kiện, đầu nòng compe, đầu ẩn tia lửa và đầu giảm thanh nhé. Và rõ ràng là đầu compe không có tác dụng ẩn tia lửa của súng. Đầu ẩn tia lửa chỉ giảm đi một chút và đầu giảm thanh hoàn toàn ẩn 100% tia lửa. Xa hơn một chút, chúng ta sẽ thấy tia lửa trông như thế này này. Và cuối cùng là âm thanh của súng. Âm thanh của khẩu K98K có thể bị nghe thấy cách xa 1.000m khi không gắn phụ kiện giảm thanh. Và khi chúng ta gắn đầu nòng giảm thanh thì chỉ nghe được 500m đổ lại thôi. Và tổng kết lại, báng súng có tác dụng giảm biên độ dao động của súng. Báng băng thay đạn nhanh giảm thời gian thay đạn đi 25% và là sự lựa chọn tốt nhất cho K98K nhé. Vì báng súng ổn định của chúng ta cũng không cần, vì chúng ta có thể nín thở bằng cách giữ ship trái mà. Thay đạn cả băng 5 viên nhanh hơn là thay đạn 4 viên. Đầu nòng compe không có tác dụng gì cho khẩu K98. Đầu nòng ẩn tia lửa chỉ giảm tia lửa. Tuy nhiên thì đầu giảm thanh hoàn toàn ẩn 100% tia lửa đạn. Và đầu giảm thanh giảm âm thanh của súng từ 1.000m xuống còn 500m. Và video phân tích phụ kiện của khẩu K98 của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ thấy video này có ích và sẽ có thêm nhiều kiến thức để sử dụng phụ kiện hợp lý nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hướng dẫn hơn nhé. Bye bye! Video này được tài trợ bởi shop Cacao Store Việt Nam. Cacao Store Việt Nam chuyên các phụ kiện áo thun PUBG và các phụ kiện đồ dùng của Cacao Friend, Lice Friend Hàn Quốc. Truy cập Shopee www.shopee.vn/CacaoStoreVN. Ship, code toàn quốc, nhận hàng thanh toán, giao nhanh 2-3 ngày.